lọt top 10 sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam. Ông Trần Trung Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Vietten Post được xướng tên ở hạng mục doanh nhân vàng với những quyết sách, mệnh lệnh của mình trong các định hướng về hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa doanh thu của tổng công ty cổ phần bưu chính Vietten trong 3 năm trở lại đầy tăng gấp 8 lần. Vietten Post cũng là doanh nghiệp có tốc độ cao nhất ngành với bình quân 52,6% trên năm. Bên cạnh giải thưởng doanh nhân vàng, một sản phẩm của tổng công ty cổ phần bưu chính Vietten ứng dụng chuyển phát nhanh Viettel Post cũng được chứng nhận là một trong top 10 sản phẩm dịch vụ tốt, thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Được biết sản phẩm này của Viettel Post được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng ghi nhớ thông tin đơn hàng, cập nhật dữ liệu hàng hóa, phân tích các nội dung sản phẩm mà người dùng quan tâm từ đó tự động đề xuất những gợi ý phù hợp. Với ứng dụng này, các doanh nghiệp là khách hàng của Viettel Post có thể quản lý đơn hàng đơn giản và tiện lợi, theo dõi quá trình giao hàng, tính cước phí chính xác. Bên cạnh đó, giao diện của ứng dụng Viettel Post được cải tiến tinh gọn có hướng dẫn cụ thể để phù hợp cho tất cả đối tượng sử dụng. Trước đó, sản phẩm này của Post đã đạt được những giải thưởng vàng Asia Pacific TV August 2019, giải bạc International Business August 2019, giải bạc IT August 2019, danh hiệu sao khuê 2019.